Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Như vậy, mình đã hoàn thành về Cover Saber. Đây sẽ là clip siêu tổng hợp về tất cả các hình dạng mà anh sở hữu trong series chính, cũng như một số movie liên quan. Không dài dòng nữa, cùng bắt đầu ngay vào thế giới của kiếm sĩ và hứa tiên sinh nào. Kamen Rider Saber, Toma Kamiyama. Ký ức của anh chỉ còn sót lại là một giấc mơ cùng Nguyễn Quân The Book Ray Dragon. Sức mạnh này đã kéo anh tới những sự kiện liên quan tới hội kiếm sĩ Master of Logos lẫn phe Magic. Nhưng trước đó, bản thân anh chỉ đơn giản là một tiểu thuyết gia, một người thực hiện ước mơ của mình với niềm động viên của hai người bạn thơ ấu, trở thành một tiểu thuyết gia khá thành công và đang được May, một cô gái tại tòa soạn hối thúc mong anh tiếp tục ra những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của mình. Nhưng với tính cách của bản thân, Thomas quan tâm nhiều hơn không phải về số lượng bản in, mà đó đến từ những ngòi bút của anh, những câu chuyện anh kể ra phải thật sự từ chính trái tim của mình. Vướng vào sự kiện kỳ lạ xảy ra trong thành phố, khi đó Magic, những tên quái vật phản diện trong Kamen Rider Saber, bọn chúng đã dần thức tỉnh và tiến hành kế hoạch của mình cùng với một Kamen Rider bí ẩn. Toma bị kéo vào một quyển sách nơi liên kết với thế giới kỳ ảo Wonderworld. Tưởng chừng mình đã lạc vào chốn thiên đường, tên Magic mang sức mạnh của Golem tấn công anh. Đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh thể hiện quyết tâm của bản thân và ước muốn cứu giúp tất cả mọi người. Quyển sách Grey Dragon đã liên kết với thanh hỏa kiếm. Anh đã vượt qua cả biển lửa để nắm chặt lấy thanh hỏa kiếm, thức tỉnh nó với Grey Dragon Wonderbolt chuyển hóa thành Color Saber. Đúng với tên gọi của mình, Color Saber có vũ khí chính là thanh liệt hỏa kiếm sau khi chuyển dạng. Thanh kiếm được cấu tạo bằng biểu tượng lửa và gương mặt của Saber trên phần thân. Lưỡi kiếm toàn bộ những ký tự được khắc chìm vào trong nó. Anh là một kiếm sĩ sử dụng thuận tay phải với tạo hình một nửa là Dragon đến từ Nguyễn Quân The Book, phần màu đen với những viền đỏ không có bất kỳ biểu tượng nào đặc biệt. Phần giữa của anh được điểm tô màu trắng. Sau này anh sẽ có những dạng biến thể liên quan tới phần trái và phần giữa cơ thể. Dưới hất lưng của anh có khả năng kích hoạt một lượt 3 Quân The Book. Của Grey Dragon mang cho anh sức mạnh của rồng và lửa với gương mặt biểu tượng lửa đỏ và hình chữ X. Đặc trưng nhất của Saber là cạo thanh kiếm kéo dài từ tận đỉnh đầu của anh cho tới phần thân, nhìn cực kỳ điệu nghệ. Anh thể hiện rõ bản thân là một kiếm sĩ hết sức thiện chiến. Khả năng chính của anh tất nhiên là những nhát chém mang hơi thở của rồng với những ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù. Ngoài ra anh còn sở hữu tuyệt kỹ khi nhấn vào Grey Dragon Wonderbolt, đó là tạo một nắm đấm lửa với hình đầu rồng. Một đòn tấn công mạnh hơn là anh cũng sử dụng chính nắm đấm đó, nhưng triệu hồi sức mạnh của Grey Dragon tấn công khắp khu vực chiến đấu. Anh có hai đòn tất sát. Đòn sử dụng kiếm, anh sẽ bọc lửa quanh thanh kiếm lao vào chém liên tục kẻ thù như đang chém một tờ giấy. Kẻ thù cho dù chúng có kích thước khổng lồ như thế nào. Đòn tất sát thứ hai là đòn Rider Kick. Anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của ngọn lửa, đá xuyên qua kẻ thù với những trang sách được hiện ra và kết liễu chúng bằng sức mạnh từ ngọn lửa của Grey Dragon. Saber có rất nhiều hình dạng Wonder Eye Book được tổng hợp do anh ta có khả năng sử dụng 3 quyển sách. Mình chỉ đưa ra hai form tiêu biểu cho hình dạng này, đó là form tam hợp đầu tiên khi kết hợp giữa rồng, nhím cũng như Peter, và form thứ hai Wonder Combo của chính Saber, rồng, chim ưng cũng như khỉ thôi nhá. Combo 3 sách đầu tiên của Saber trong trận chiến của anh với tên Magic sở hữu sức mạnh của thằng lằn da trơn, hắn ta liên tục hấp thụ cũng như tái sinh. Saber và Blade không thể nào dứt điểm hoàn toàn được hắn. Nảy ra ý định tập hợp sức mạnh từ 3 quyển sách lại với nhau để tạo nên một sức mạnh cực lớn. Anh đã tận dụng sức mạnh của 3 chiếc Wonder Book chẳng liên quan gì tới nhau, rồng, nhiễm và Peter. Tạo hình của Firm với phần nhiễm là gương mặt nằm trên phần thân của anh, đôi chân được điểm tô vào những chi tiết gai, phần đầu của anh phần gai nhọn của nhiễm. Bên phần Peter là đôi cánh cũng như phần móc câu đặc trưng của hình dạng Peter, một hình dạng mà anh vẫn chưa quá thuần thục. Khi kết hợp cả ba, sức mạnh của anh đã tăng vọt và đánh áp đảo Salamander Magic, đúng với tên gọi những Wonder Eye Book. Và khi kết hợp loạn xạ lại với nhau, chúng tạo ra một combo dứt điểm cực kỳ lạ mắt. Một nàng tiên từ quyển sách Peter bỗng hiện ra với những cơ bắp cuồn cuộn. Con rồng Grey Dragon thổi ngọn lửa vào nàng tiên, đánh nàng tiên bằng chiếc dây của Peter. Nàng tiên lao tới kẻ thù, ra một đòn đô vật cực mạnh đè chặt hắn xuống đất. Với những chiếc gai nhọn của nhím bộc phát sức mạnh từ bên trong của kẻ thù, khiến hắn vỡ tung. Đòn tất sát thứ hai nghiêm túc hơn. Sức mạnh của Peter sẽ vô hiệu hóa kẻ thù. Năng lượng Grey Dragon truyền thụ vào thanh hỏa kiếm. Anh đâm mạnh xuống đất tạo ra một con rồng lửa tấn công kẻ thù, sau đó phát nổ chúng với sức mạnh của nhím. Saber phải thu thập những quyển sách trùng màu với mình để tạo nên Wonder Combo của anh, mang tên Crimson Dragon. Mảnh ghép đầu tiên là Stone Eagle với sức mạnh của chim ưng bão tố khi tấn công và kích hoạt đòn tất sát.
nhát chém của anh sẽ chuyển hóa thành nhát chém bão tố thay vì nhát chém lửa. Stone Eagle còn mang lại cho anh một đôi cánh nhỏ giúp anh lao thẳng vào trận cuồng phong, bộc lửa nó bằng sức mạnh của Ray Dragon để tạo một cơn bão lửa nghiền nát kẻ thù với số lượng lớn. Phần bên trái của anh được điểm tô bằng sức mạnh đỏ thẫm của khỉ ngộ không mang tên Senju Dragon. Khi sử dụng hình dạng này, tay của anh sẽ bắn ra chiếc gậy như ý tấn công kẻ thù phạm vi tầm xa. Trưng nhất của khỉ ngộ không chính là chiếc cân đổ vân giúp anh bay lượn để tấn công quanh kẻ thù. Khi kết hợp cả ba quyển sách đỏ thẫm sẽ tạo nên Crimson Dragon. Ở hình dạng này đúng như tên gọi của nó, vẫn giữ nguyên đặc trưng từ hai quyển Wonder Book trước nhưng được cường hóa hơn là Ray Dragon với những cái chém lửa cực mạnh, là sức mạnh đỏ thẫm để anh đối mặt với tà kiếm đòn tất sát của anh Bokken Garenzan. Ngọn lửa đã được bùng cháy mạnh mẽ hơn khi kết hợp cùng với hai quyển sách đỏ thẫm khác. Sức mạnh lửa của anh bỗng dâng trào, những nhát chém uy lực của Saber được tuôn trào bởi ngọn lửa khổng lồ này ra những nhát chém cực mạnh để giáng vào người kẻ thù. Thu Ma cùng tất cả những kiếm sĩ còn lại hợp tác để chống lại ám kiếm sĩ. Ám kiếm sĩ sở hữu trong người sức mạnh quá lớn từ quyển sách Tà Long. Hắn áp đảo hoàn toàn tất cả mọi người và không có cách nào để thu thập lại sức mạnh từ ám kiếm trên tay hắn. Thu Ma là niềm hy vọng cuối cùng trước lời kêu gọi tha thiết của May. Anh đã được hồi đáp bởi quyển sách thứ mang trong mình hình dáng của Luna, phản hồi lại trái tim muốn bảo vệ Kento cùng cả thành phố. Từ căn cứ Master Blue God, vầng cực quang lan tỏa tới nơi của Thu Ma đang đứng, trao cho anh sức mạnh mới. Dragonic Knight, một quyển sách khổng lồ, khi kích hoạt anh sẽ có được hình dạng mới, hình dạng nâng cấp đẹp nhất của anh, không giống như Tà Long rồng đầu đàn dẫn dắt đồng loại của nó. Dragonic Knight của Thomas là sức mạnh của một kỵ sĩ, người cưỡi lên con rồng nguyên thoại để chiến đấu. Tạo hình của Dragonic Knight là một kỵ sĩ được bao phủ một lớp giáp thép, phần cổ áo cao cùng như hai vạt áo. Tất cả những bộ phận đều được tạo hình bằng cung màu của thép, cùng với đó là màu đỏ được viền trên toàn bộ giáp anh cũng như đôi mắt. Tạo hình bộ giáp nhìn giống như những lớp vảy rồng được gắn trên toàn bộ cơ thể của Dragonic Knight, gương mặt bộc cháy như một đôi cánh, thể hiện sức mạnh khủng khiếp của anh, cùng với bộ phận đầu rồng được gắn trên phần cổ tay nhìn cực kỳ giống Koro Ryuki. Phần sau đầu rồng của Ryuki dùng để đọc những lá khạc. Phần miệng của Dragonic Knight sẽ là nơi chứa những quyển Wonder Book để kích hoạt khả năng của nó. Tạo hình là như thế, nhưng sức mạnh của anh vẫn đến từ thanh hỏa kiếm, những nhát chém cực mạnh để giáng vào người kẻ thù. Phần đầu rồng cũng như khả năng chính của Dragonic Knight là thao túng lửa, làm những ngọn lửa đang bừng cháy lớn hơn cũng như phun lửa từ chiếc đầu rồng này để vô hiệu hóa kẻ thù. Không phải là kỵ sĩ của lửa, cũng không phải là kiếm sĩ rồng, mà anh là kỵ sĩ rồng. Khi nhấn vào phần bìa sách trên thắt lưng, anh sẽ triệu hồi nên Ray Dragon ở hình dạng thực thể, cưỡi lên nó và chính thức trở thành kỵ sĩ rồng. Cưỡi trên lưng con rồng nguyên thoại, sức mạnh của anh được tăng gấp bội khi trở thành một kỵ sĩ thật thụ, thao túng bầu trời và áp đảo Tà Long. Ngọn lửa từ Ray Dragon lúc này có thể tạo ra những quả cầu lửa để truy sát kẻ thù, nghiền nát chúng với mỗi cú chạm mà quả cầu này đi qua. Đòn tất sát của anh cũng sẽ bao gồm hai đòn. Đòn đầu tiên là dạng kỵ sĩ rồng, anh sẽ lao vào kẻ thù với nhát chém khủng khiếp của mình. Đòn thứ hai là đòn Rider Kick, khi anh lao thẳng vào người của Zao để ra đòn quyết định xem ai mới là kẻ chiến thắng cũng như là kẻ mạnh nhất lúc đó. Trong một movie ngắn Color Saber, The Phoenix Swordsman and Boot of Rune, đúng với cái tên Kiếm sĩ Phượng Hoàng Bahato, hắn ta là một kẻ bất tử với sức mạnh của Phượng Hoàng, một kẻ sống hàng ngàn năm, chứng kiến quá nhiều sự hy sinh của những người đồng đội của mình. Hắn ta đã dần tha hóa và xem trái đất cũng như toàn bộ thế giới và Wonderworld chỉ còn là nơi để cư ngụ của cái ác. Sử dụng sức mạnh từ quyển sách Book of Rune nhằm nhấn chìm cả thế giới vào tro tàn của sự hư vô. Dẫn dắt cả đội kiếm sĩ, Saber đã nghênh chiến Fajon hình dạng Rider của hắn, nâng cấp sức mạnh của bản thân bằng Crimson Combo và phần nào áp đảo được Fajon. Nhưng với khả năng bất tử của hắn, hắn đã tái sinh và ra một nhát chém quyết định vào Thomas, khiến anh rơi thẳng xuống mặt đất. Thanh liệt hỏa đã cảm nhận được quyết tâm của Thomas, anh đã giải phóng Ray Dragon. Sức mạnh của Ray Dragon giải phóng Hắc Bạch Long, ba con rồng hợp lại với nhau để tạo nên Emotion Dragon Wonder Book. Sức mạnh của anh ở trạng thái này được nâng cao vượt bậc so với Crimson Combo một cách rõ rệt. Anh dễ dàng áp đảo được sức mạnh của Corruption. Tạo hình của anh với phần rồng đen cũng dựa trên Ray Dragon, hướng mặt của nó sẽ ngược lại. Phần trắng có lẽ là dựa trên phần chế tạo từ chiếc Wonder Book mang sức mạnh của nhiếm. Phần màu sắc cũng tượng trưng cho ba con rồng đỏ, trắng và đen. Tạo hình của anh đặc sắc hơn có lẽ là phần tay trái. Vũ khí của anh chỉ thêm vào một chiếc khiên nhỏ, nhưng nó làm thay đổi phong cách chiến đấu của anh cực nhiều khi giúp anh đỡ những đòn tấn công từ kẻ thù.
và phản đòn lại bằng thanh liệt quả. Cho dù có sức mạnh mới từ Rider vừa reboot, nhưng liệu anh có khả năng thắng được một Rider bất tử như Fajion áp đảo hắn bằng khiên và kiếm và ra đòn tất sát mang tên Emotion Dragon Godly Wrath Ray. Một luồng ánh sáng đỏ tím vàng quanh cuốn sách Emotional Dragon, có một vệt lửa hiện ra. Saber nhảy lên không trung, hình quyển sách Emotional Dragon sẽ hiện phía sau anh. Ngọn lửa từ ba con rồng bao phủ lấy Saber. Với long lực được bao phủ quanh cơ thể, anh lao thẳng vào một nguồn năng lượng nhiều màu tỏa ra từ củ đá của anh để nghiền nát kẻ thù. Không để Fajion kịp hồi sinh, Hắc Bạch Long đã lao vào hắn, phong ấn hắn vào quyển sách phong ấn. Kết thúc một chương cho một kẻ vô cùng nguy hiểm, khả năng tái sinh liên tục từ quyển sách Phượng Hoàng như Fajion. Primitive Dragon. Primitive Dragon Wonder Book lúc đầu không phải là quyển sách có khả năng chuyển hóa thành Rider, đó là quyển cấm thư được lưu giữ tổ chức Logos. Thomas muốn đến căn cứ này để gặp chính diện Master Logos, nhưng tình cờ phát hiện ra cuộc trộm sách của Storius, anh lao theo và ngăn cản hắn. Trong lúc cả hai đang giành giật nhau, quyển cấm thư đã bộc phát sức mạnh của nó, tạo ra một bàn tay xương khổng lồ, tấn công cả hai và chuyển hóa Primitive Dragon Wonder Book. Kết hợp cùng với Saber để tạo hình dạng Primitive Dragon. Được tạo hình là một form chưa hoàn thiện nên tông màu chủ đạo của form vẫn là đen được đan xen với màu xanh da trời. Nửa phần thân phải, gương mặt quanh cùng với chữ X đỏ chạy khắp gương mặt. Tạo hình của Primitive Dragon cũng dựa trên hình dạng chiếc Wonder Book sau khi mở ra, là một bàn tay rồng bao phủ cơ thể, chiếc đầu rồng màu trắng chạy khắp cơ thể và chân quanh ấy. Nhìn rất giống một bộ xương của một con rồng đã chết từ rất lâu. Cùng với đó là phần thân trái quanh là quyển sách cơ bản của Saber đang bị nắm chặt và bao phủ với sức mạnh bóng tối từ Primitive Dragon. Sự hoang dã của Primitive Dragon được đẩy lên một tầm cao mới hơn cả phân. Nó không có mục đích bảo vệ bất kỳ ai và chỉ muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Từ cách di chuyển của anh cho tới những đòn tấn công đều thể hiện bản thân anh là một con thú hoang. Cách cầm kiếm của Primitive Dragon không hề cầm vào cán kiếm mà cầm trực tiếp vào lưỡi kiếm để giáng đòn tấn công cực mạnh vào kẻ thù, khiến cho những kẻ thù đối mặt với anh đều hết sức kinh hãi trước sức mạnh mới mà anh đạt được. Sức mạnh cũng như sự hoang dã tột độ là những gì đặc trưng nhất của Primitive Dragon. Nó không có quá nhiều sức mạnh ngoại trừ việc bàn tay của anh ấy từ trên phần ngực có khả năng dài ra để tấn công, nhưng đa phần sẽ sử dụng cho đòn tất sát, còn lại chỉ là sự hoang dã, chỉ là một form để debut cho form hoàn thiện là Elemental Dragon mà thôi. Và điểm đặc sắc nhất của nó cũng như mình nói là đòn kết liễu của form này mang tên Scratch Hitsatsugiri. Đôi tay trên phần ngực của Primitive Dragon sẽ dài ra nắm chặt lấy kẻ thù, sau đó lôi kẻ thù tới trước mặt của anh. Anh tụ lực hỏa kiếm của mình ra một đòn kiếm ngược, tấn công vào tất cả kẻ thù, tạo ra một luồng sóng năng lượng hình bán nguyệt chạy theo ba hướng, nghiền nát tất cả mọi vật thể trên đường và tạo luồng xung chấn cực mạnh làm hóa giải biến hình của những Rider xung quanh đó. Đó là một màn xuất hiện vô cùng ấn tượng với một form mất kiểm soát. Primitive Dragon không những làm Thomas mất kiểm soát trong quá trình chiến đấu khi trở thành form này, nó còn cưỡng chế anh biến hình Primitive Dragon cho dù anh có ở bất kỳ hình dạng nào. Khi chuyển hóa cũng sẽ lại một lần nữa trở thành một con thú hoang chỉ biết lao đầu vào tấn công kẻ thù. Theo tất cả những tài liệu ghi chép, quyển sách Primitive Dragon kể về một con rồng cô đơn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng Thomas không tin vào điều đó. Vì anh đã gặp cậu nhóc hiện thân của con rồng Primitive, thấy được sự cô đơn trong ánh mắt của đứa trẻ, Thomas đã liều mạng để kết bạn với nó. Đối mặt với hình dạng của con rồng xương khổng lồ với ngọn lửa nó khè ra từ hơi thở của mình, anh đã vượt qua ngọn lửa của sự cô độc và đến bên cạnh cậu bé. Nghe những lời tâm sự của nó về quá khứ, vì một con rồng thật sự chỉ muốn tìm bạn và khao khát đó vẫn cháy trong tim nó mặc dù đã qua hàng thế kỷ, cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương khô. Anh nắm chặt lấy tay của đứa trẻ và điều kỳ tích đã xảy ra. Phần còn lại của Primitive Dragon, Elemental Wonder Book, một quyển sách có kích thước ngang ngửa với Primitive và kết hợp cùng với nó. Đó là phần còn thiếu, hai bàn tay đang chặt vào nhau. Hình dạng Primitive được hoàn thiện. Nếu Primitive là một màu xanh da trời thì màu còn lại là đỏ thẫm cùng với tông màu cam thể hiện ngọn lửa bừng cháy của Saber. Một nửa xanh, một nửa đỏ, tạo chúng ta cảm giác tùy chối mắt và đối nghịch nhau nhưng nó lại hòa trộn một cách hoàn hảo, giống như hai bàn tay đang nắm chặt trên phần ngực Elemental Dragon. Tạo hình rực lửa nhưng với tên gọi của mình, khả năng chủ yếu của anh là nguyên tố. Tất nhiên với nguyên tố lửa, anh chỉ cường hóa đòn đánh của mình, những nguyên tố khác sẽ hỗ trợ thanh gươm liệt hỏa của Saber tấn công ra những nhát chém liên quan tới những nguyên tố khác.
Ngoại trừ lửa, ba nguyên tố anh hay sử dụng đó là gió, điện và nước. Tất cả những nguyên tố này, ngoại trừ nâng cao sức mạnh của liệt hỏa kiếm, nó còn có khả năng giúp anh di chuyển dựa trên nguyên tố đó. Như nước sẽ giúp anh di chuyển nhẹ nhàng và uốn lượn để tấn công quanh kẻ thù. Gió thì thoát ẩn thoát hiện ra những nhát chém đầy uy lực. Liên kết với đất, anh sẽ có những cuộc tấn công bất ngờ từ dưới lòng đất trồi lên để tấn công kẻ thù mà chúng không thể nào lường trước được. Ngoài khả năng chiến đấu tuyệt vời từ 4 nguyên tố, Elemental Dragon còn kích hoạt cho Saber một khả năng phòng thủ có thể coi là tuyệt đối. Khi anh bị tấn công, anh sẽ hóa thân thành một trong 4 nguyên tố, tan biến và tấn công lại kẻ thù. Khi hợp thể những mảnh vỡ nguyên tố này lại để trở thành hình dạng gốc của Elemental Saber, không nhất thiết phải là một nguyên tố, anh sẽ thường thay đổi nguyên tố sau lần tấn công khác nhau. Trong trận chiến với kẻ khó nhằn như Commander Durando, một kẻ dịch chuyển và thao túng được thời gian, anh đã nhiều lần được Elemental Dragon cứu sau khi bị những cái kiếm chí mạng từ hắn biến bản thân trở thành những nguyên tố để né những lần tấn công. Những nguyên tố sẽ lần lượt là lửa, gió, nước và đất thay phiên nhau kích hoạt giúp Saber hóa thân những nguyên tố này để né đòn tấn công. Đòn tất sát của anh với đòn sử dụng kiếm Elemental Shugekiha, anh sẽ cầm ngược thanh kiếm, tụ nguồn năng lượng từ 4 đòn nguyên tố này vào thanh gươm của mình, tạo ra những nguồn sáng rực cháy trên thanh kiếm. Sau khi tụ lực thành công, anh sẽ chém mạnh một luồng kiếm khí về hướng kẻ thù, kết liễu chúng. Đòn thứ hai là Senra Bansozan, anh sẽ nhảy lên bầu trời, bao phủ chân mình bằng nguồn năng lượng của 4 nguyên tố, ra đòn Rider Kick giáng vào người kẻ thù. Tenkuji Taguro vẫn tiếp tục tại ngôi chùa của mình, đã cất giữ một quyển sách rất lâu đời với sức mạnh của God trong đó. Chúng ta cũng thừa biết đây sẽ là sức mạnh được trao cho Color Saber. Khi cả hai bên đang truy đuổi những kẻ phản diện mới xuất hiện trong tập phim, họ đã tình cờ gặp nhau và có cuộc đụng mặt với Dizat, cũng như một tên rìu quèn nào đó trong series của God. Cả hai bên đã giao chiến hết sức ác liệt. Takeru đã trao quyển sách God Isin Goku cho Toma, tạo hình của phần ngực chuyển hóa thành phần ngực của God, biểu tượng Musashi trên phần ngực thể hiện là một tay kiếm rất giống biểu tượng của Saber. Phần áo tròn đặc trưng của God vẫn giữ nguyên, phần vai được điểm tô thêm chút màu bạc. Sức mạnh của form này không đơn thuần chỉ là sức mạnh của God mà là còn sức mạnh của tất cả những vĩ nhân. Dạng này có thể có sức mạnh ngang ngửa với God Rayful và khả năng của nó cũng tương tự như vậy, tạo những nhát chém từ bổng ma của God cũng như triệu hồi chiếc áo khoác với linh hồn của những vị danh nhân. Họ sẽ hỗ trợ chiến đấu cùng với Saber. Đòn kết liễu của anh mang tên God Isatsugiri, anh sẽ tấn công bằng 15 linh hồn sau đó lao vào kẻ thù của đòn Rider Kick để dứt điểm chúng. Super Hero 6. Super Hero Taisen được diễn ra tại một trạm vũ trụ mang tên Agasta Pay của tổ chức Sword of Logos. Tại đây, kẻ giám hộ của nơi này, Amodius, đã phản bội và đánh bại tất cả những người canh giữ sách còn lại. Hắn đã có tất cả những quyển sách bao gồm cả câu chuyện của Color lẫn Super Sentai. Kéo Color Saber lẫn Zen Kaiser gặp nhau trong một câu chuyện thống nhất. Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa Zen Kaiser và Toma với tên Amodius. Sức mạnh của hắn thật không phải dễ dàng mà đối phó, nhưng Color đời tiếp theo, Revi cùng Vi đã xuất hiện để ứng cứu. Họ đã dễ dàng đánh bại được tên này. Trước khi hắn biến mất hoàn toàn, hắn đã tập hợp tất cả sức mạnh còn sót lại từ những kẻ phản diện mà hắn ta kêu gọi tới và biến trở thành một con rồng khổng lồ. Không chịu thua, Toma với hình dạng X-Cross Saber cũng muốn viết ra kết thúc của câu chuyện này. Anh đã mượn phần sức mạnh của Zen Kaiser để hoàn thành quyển sách của mình Super Hero Senki, biến nó thành một quyển Wonder Book được tạo hình dựa trên quyển Wonder Book Dragonic 9, nên nó sẽ mở ra những trang sách còn lại với biểu tượng của Zen Kaiser và Saber ở hình dạng hoàn toàn mới của anh với tên gọi Super Hero Senki. Là tạo hình từ Dragonic 9 nhưng điểm tô màu của Zen Kaiser với bộ giáp đặc trưng của anh ở phần cơ thể của mình. Đôi mắt Saber từ đỏ đã chuyển hóa thành xanh dương. Sức mạnh của anh không thể hiện quá nhiều do anh nắm giữ sức mạnh mạnh nhất của cả hai dòng phim nổi tiếng là Color lẫn Super Sentai. Tất cả nguồn sức mạnh của anh thực hiện khi ra đòn kết liễu. Thậm chí chỉ với hình dạng như vậy, anh đã có thể ra một đòn cực mạnh để giáng một tên quái vật khổng lồ Modius. Đòn tất sát, anh sẽ tạo ra một sân vận động khổng lồ với biểu tượng Arcaranger cũng như là Color Ichigo. Hai nguồn sức mạnh này trộn lẫn thành quả cầu bảy sắc cầu vồng lao tới kẻ thù. Trong lúc này, Saber cũng tụ nguồn năng lượng bảy sắc vào thanh gươm của mình, ra một cái chém cực mạnh vào trực tiếp quả cầu, gia tăng sức mạnh quả cầu đến mức cực hạn và giáng nó vào người kẻ thù. Majiwaru Juppon no Ken.
Nguồn sức mạnh khổng lồ từ tất cả những thanh gươm và những quyển sách tương thích với chúng tụ hợp lại với nhau thành một nghi thức để tạo nên quyển sách toàn tri Omniforce. Mặc dù nghi thức này đã bị Thomas phá hỏng, nhưng với quyền lực khổng lồ của nó, cho dù ở hình dạng chưa hoàn thiện, nó cũng ban cho tên Master Blue God khả năng của một vị thần, sức mạnh của một kẻ quỷ diệt, vị vua đứng đầu của những ác quỷ, Kamen Rider Solomon. Sức mạnh của Solomon lớn tới nỗi Elemental Dragon cũng chẳng thể nào chạm được vào người của Solomon. Với quyền năng của một kẻ bề trên, hắn chỉ chơi đùa với tất cả những chiến binh, tạo những quyển sách với quyền năng hủy diệt cả thế giới và đếm ngược ngày tàn của tất cả mọi người. Quyền lực để tạo những quyển sách này lớn tới nỗi Choyu Senki của Blade khi tung ra đòn finish cũng không thể nào làm trầy xước được quyển sách. Tất cả mọi thứ đều chìm trong sự vô vọng khi chứng kiến sức mạnh từ một vị thần. Chỉ còn duy nhất một cách để đánh bại hắn: thức tỉnh Bá Vương Kiếm. Điều kiện đầu tiên để thức tỉnh Bá Vương Kiếm đã có. Nhờ có ý chí mãnh liệt của Thomas, Thanh Hỏa Kiếm đã được thức tỉnh. Chỉ còn một điều kiện nữa: tụ hợp tất cả những thanh kiếm còn lại. Thomas đã chiến đấu hết sức ngoan cường với kiếm sĩ cuối cùng Fajon để lấy được thanh gươm của hắn, hội tụ tất cả những thanh gươm và ném chúng lên bầu trời. Khi nhân loại thức tỉnh được thanh gươm được rèn đầu tiên, những vì sao sẽ kết nối, tạo nên thanh gươm dẫn tới kết thúc của câu chuyện. Bá Vương Kiếm từ trên bầu trời đầy sao lao thẳng vào tay của Thomas giúp anh thức tỉnh phần cuối, X-Cross Saber. 10 thanh gươm tụ hợp và quyển Wonder Book Ray Dragon. Tạo hình của X-Cross Saber thì không có quá nhiều để nói khi nó vốn dĩ là Ray Dragon điểm tô tông màu của những tinh tú với màu xanh dương chủ đạo, những vì sao lấp lánh trên khắp cơ thể của anh. Cạnh Bá Vương Kiếm, thanh gươm của những vì sao, trên phần thân có những vòng tròn giúp anh kích hoạt những chiêu tất sát từ những rider khác. Phần thân kiếm hình dạng mặt trời rực cháy, kích hoạt lên phần lưỡi kiếm tạo những chiêu tất sát cực mạnh đến từ X-Cross Saber. Khả năng của X-Cross Saber giống với tên của nó, 10 thanh gươm hòa trộn lại là một. Anh có khả năng sử dụng lại tất cả những quyền năng từ những thanh gươm khác. Nổi trội nhất có lẽ là lần anh sử dụng đinh ba thời gian của Kaoru Durando, tận dụng khả năng dịch chuyển của hắn. Không cần phải sử dụng là những thanh gươm từ những người đồng đội của mình. Bá Vương Kiếm tạo ra những bản sao của những thanh gươm với chất lượng tương tự. Anh có thể dùng ý thức ra lệnh để chúng tấn công kẻ thù. Trong lần đầu xuất hiện, anh đã di chuyển những thanh gươm đến vị trí của những quyển sách, tạo ra phân ảnh của Rider tương ứng, chém tan quyển sách, thứ mà đến cả đoàn Final Haozu Senki Lion của Black cũng không thể nào làm được. Thể hiện sức mạnh vô cùng lớn từ Bá Vương Kiếm. Và để chống lại sức mạnh hủy diệt từ Kolo Solomon, khả năng sáng tạo từ Bá Vương Kiếm cũng không thể nào không kể tới. Dùng sức mạnh của thanh gươm của mình tỏ ra luồng ánh sáng kỳ diệu, tái tạo lại cả thế giới, đang dần tới ngày tận thế. Tất sát thực hiện từ Bá Vương Kiếm, anh triệu hồi nên bản sao của 10 thanh gươm của những kiếm sĩ nguyên thoại, bay quanh Saber, sau đó anh phóng thẳng chúng vào người kẻ thù. Đòn tất sát thứ hai, anh sẽ tụ lực vào Bá Vương Kiếm, những nguồn năng lượng vũ trụ xoay quanh thanh kiếm nguyên thoại. Anh vung một lưỡi kiếm hình vòng cung để chém tan tất cả cái thù trong phạm vi. Crimson Combo khi kích hoạt cùng X-Cross Saber sẽ tạo nên hình dạng đỏ nhưng lại có tông màu xanh của vũ trụ. Tất cả những khả năng vẫn giữ nguyên như khả năng bay lượn từ Stone Eagle cũng như bắn ra chiếc gậy như ý từ phần tay trái Ngộ Không. Kích hoạt đòn tất sát, anh sẽ không chém trực tiếp kẻ thù bằng nguồn năng lượng từ vũ trụ mà sẽ tụ lực và tạo ra luồng kiếm khí hình mặt trăng chém tan kẻ thù bởi cự ly cực xa. Một combo đặc biệt khi anh kết hợp cùng hai quyển sách của đồng đội mình là Lion Senki cũng như Aladdin. Tông màu vẫn giữ nguyên là màu vũ trụ khi kết hợp cùng Bá Vương Kiếm. Trong lúc sử dụng khả năng, anh sẽ triệu hồi được Ray Dragon, Lion Senki cũng như tấm thảm của Aladdin giúp anh bay lượn tấn công quanh kẻ thù. Đòn tất sát từ hình dạng này là một cú Rhino Kick, anh lao lên bầu trời tụ nguồn năng lượng vũ trụ, nhưng kèm theo đó là ba nguồn sức mạnh từ lửa, sấm và nước, giáng cú đá cuối cùng vào người của tên Master Blue God Kolo Solomon để tiễn biệt hắn một đòn. Nối tiếp sự thành công mỹ mãn từ Releasing Hopper, Saber cũng có một form tương tự với sức mạnh và vẻ đẹp kinh hãi ở tập cuối cùng của phim. Dùng tất cả sức mạnh từ Bá Vương Kiếm để ngăn cản kế hoạch của Storius, anh đã chẳng còn gì ngoài hành liệt quả quen. Sức mạnh quá lớn của Thomas khiến anh rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh một lần nữa. Những người bạn của anh đã ra sức cứu giúp, cùng với đó là sự hy sinh của Luna, thân thể còn sót lại của Luna, kết hợp với cảm xúc của tất cả mọi người để tạo nên quyển Wonder Book của kỳ tích, Wonder Almighty. Câu chuyện sẽ được kể tới vĩnh hằng.
một form đầy kinh ngạc giống như tên gọi của nó, anh không khác mẹ gì form gốc. Có lẽ là tăng cường sức mạnh niềm tin vì trận chiến cuối cùng còn không được như Releasing Hopper mà anh còn đánh hội đồng tên Storius. Mặc dù biết hắn mạnh, nhưng pha này có vẻ hơi nép hình dạng mới của anh. Sức mạnh của Almighty cũng không phải là không có, mang trong mình sức mạnh của toàn bộ những quyển sách Saber cũng như tất cả những người đồng đội của anh sở hữu. Nó sẽ triệu hội và tung tất cả những đòn mạnh nhất từ những quyển sách này mà không cần phải kích hoạt lên bản thân của Saber. Và đó là tất cả những khả năng mà Almighty Wonderbook có được. Đòn tất sát, anh sẽ nhảy lên không, ra một nhát chém rực cháy từ thành liệt quả của mình để kết liễu Storius cũng như hai người bạn thân sẽ luôn kề vai sát cánh với anh. Cả ba nhát kiếm dán vào người Storius để kết thúc câu chuyện của hắn. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Ryder On. Thanh quá trình. Hẹn xin.